Chào các bạn, bữa nay mình nấu nui ăn các bạn ơi. Con mình kêu ăn cơm về cũng ngán, ăn ra thôi thay đổi món ha. Ở trong cái nồi mình đang nấu nồi súp đó các bạn, là gồm có khoai tây, cải đỏ với cải trắng đó các bạn. Mình nấu trước cho nó mềm. Nhưng mà hôm nay mình không có nấu với xương heo các bạn ơi, mình nấu nui nhưng mà mình nấu với thịt bò. Ở đây là mình cũng có hai lạng thịt bò mình bầm ra nè các bạn. Hai lạng thịt bò mình bầm nhuyễn ra rồi ha. Mình bầm nhuyễn ra rồi. Do thịt bò không có nấu lâu được thành ra mình phải hầm những cái rau củ chứ khoai tây, cải đỏ, cải trắng đâu chứ cho nó mềm chứ đó các bạn. Rồi mình sẽ cho cái thịt bò này vào sau. Cái trong cái thịt bò này mình ướp có hành nè, mình cắt nhỏ nhỏ nè ha. Rồi tiêu, bột ngọt. Một chút dầu hào, một ít muối. Ha, mình đừng nấu nuôi mình đừng nêm mặn quá nhé các bạn, để có gì hơi mình ăn, mình còn thích thì mình chan nước mắm hay sủi tương vô thôi, chứ mình nấu với nước lèo đừng có mặn quá ăn nó gắt lắm ha. Thì nuôi ở đây thì mình cũng có chuẩn sẵn ra nè các bạn ha. Rồi hành ngò ở đây mình cũng có chuẩn bị sẵn luôn rồi ha. Rồi nuôi cũng có chuẩn bị sẵn hết rồi ha. Nuôi này mình chuẩn sẵn rồi để cắt giai đoạn đi cho nó đỡ tốn thời gian. Rồi bây giờ thịt bò này cũng còn bầm cũng ướp sẵn hết trơn rồi. Ở trong cái nồi này ấy, là nãy giờ nó sôi dữ lắm rồi các bạn ơi, mình đã bớt lửa đó đó. Mình đã dặn cái số nhỏ rồi đó. Bây giờ mình chắc cũng mềm rồi, bây giờ mình cho thịt vào. Trong này có khoai tây, cải ra cải đỏ với lại củ cải trắng. Mình nấu cái này trước nãy giờ cho nó mềm trước rồi đó các bạn. Nấu rau củ trước rồi đó. Ngay trong đây mình cũng có cho một ít muối với lại chút bột ngọt tiêu ở đây trước rồi, ít thôi. Bây giờ mình sẽ cho cái hai lạng thịt bò này vô đây. Hai lạng tức là 200 gram đó các bạn. Tại mình quen kêu theo đây chứ hồi xưa dưới quê mình kêu 100 gram không nè. Rồi bây giờ mình cho vô đây. Mình một tay mắt cầm máy rồi, ra làm nó hơi khó khăn một chút. Còn mình nói thôi đổi món đi, đừng ăn heo hay xương heo vậy. Đổi qua nấu bò thì chẳng ngon đi. Ngọt nước lắm. Cái này trong cái thịt bò là mình đã ướp muối tiêu bột ngọt dầu hào rồi. Thơm quá các bạn ơi. Mình xắt hành lá rồi mình ướp trong cái thịt sẵn luôn rồi đó, nó rất là thơm ngon ha. Rồi thịt bò mình vừa bỏ vô một chút là được rồi các bạn ơi. Giờ nuôi mình sẽ bỏ cho vào. Rồi bây giờ mình sẽ cho nuôi vào. Nuôi này còn mình cũng trụng sẵn rồi đó, thành ra mình cũng cho vào một chút xíu là mình tắt bếp rồi chứ mình đừng nấu lâu quá, cái nuôi nó đã nó mềm nó không có ngon. Rồi nhiêu đây chắc được rồi đó các bạn ơi, nhà mình cũng ít người nữa cũng ăn. Chừng nào ở đây mình còn lại nhiêu nuôi nè, chừng nào ăn thiếu thì bỏ vô phim. Chứ ăn bỏ vô nhiều quá ăn không hết, cái hơi nó bị mềm, cái nuôi nó không ngon. Ôi thơm quá chừng luôn. Thịt bò ngon quá các bạn ơi. Thịt bò mình đập bầm mình ướp rồi nó thấm vô ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào một ít hành ngò này mình chuẩn bị sẵn rồi đó. Giờ mình cho vào một ít hành ngò nữa là được rồi các bạn. Rồi đó khi nào mình múc ra tô ăn á thì mình sẽ cho thêm một miếng tiêu rắc lên trên là được rồi đó các bạn ơi. Rồi mình chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại ở những video sau.